yên tâm đi. Tao nói cho mày nhá, cho tôi luôn. Tao là trưởng bộ phận phòng cháy cháy luôn. Yên tâm. Ta chưa đánh mày. Đây là trưởng phòng cháy cháy, anh ấy bảo thế. Đoạn clip ghi lại cảnh trung tá Nguyễn Thành Nam tự xưng là trưởng công an phường Bãi Cháy rồi giằng co với một người đàn ông khác là tâm điểm bàn tán của dư luận nhiều ngày qua. Liên quan đến vụ việc này, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi là giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định kỷ luật, cách chức, điều chuyển công tác đối với trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 6 tháng 6 năm 2023. Cụ thể, trung tá Nguyễn Thành Nam được điều chuyển đến làm việc tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc công an thành phố Hạ Long, bố trí ở bộ phận trực ban. Trước đó, trung tá Nguyễn Thành Nam bị tạm đình chỉ công tác để thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm theo quy định. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 17 tháng 5 năm 2023, trung tá Nguyễn Thành Nam lái ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường dẫn đến va chạm giao thông. Sau khi va chạm giao thông, theo video người dân ghi lại, trung tá Nguyễn Thành Nam giằng co với người đàn ông khác. Trong lúc giằng co, trung tá Nguyễn Thành Nam còn xưng là trưởng công an phường Bãi Cháy và đòi bắt người đàn ông mặc áo xanh. Tao nói cho mày nhá, cho tôi luôn. Tao là trưởng bộ phận phòng cháy luôn. Mày trưởng bộ phận phòng cháy mà con đâu rồi? Quay lại tôi trưởng bộ phận phòng cháy cho. Tôi cháy luôn. Yên tâm. Tao chưa đánh mày. Đây là trưởng công an phường Bãi Cháy, anh ấy bảo thế. Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long, những hành vi này của Trung tá Nguyễn Thành Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, đơn vị nơi Trung tá Nguyễn Thành Nam sinh hoạt và công tác, làm xấu hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân và làm mất uy tín của cá nhân mình. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho hay, quyết định cách chức trưởng công an phường Bãi Cháy đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam là phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm. Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng thông báo với toàn lực lượng về vi phạm của Trung tá Nguyễn Thành Nam để các cán bộ, chiến sĩ rút kinh nghiệm. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.